Mình lên cho anh em con hổ. Con này thì âm nó rất tuyệt vời luôn nha. Âm nó tốt lắm. Con đứng ngoài là con chim, con hổ tơ chưa đủ cùm nha. Con này thì con tơ đó, anh em chưa đủ cùm. Con này bởi video anh em clip nó ngắn quá, mình không có đăng. Anh em nào có ưng thì IP alo mình, sở hữu em đó thì alo mình nha. Đây là con hổ tơ chưa đủ cùm. Rồi, bữa nay mình lên clip con hổ âm tốt và tuyệt vời này cho anh em. Con này thì nay mình đánh về nó cũng khá lâu rồi. Chim thì mình như thường lệ mình đánh về mình thường ăn uống ổn và ok, mạnh, chắc chắn, khẳng định. Mình mới quay ngoại hình chim lên cho anh em xem tham khảo và kèm theo clip rừng để cho anh em thẩm nước chơi. Ưng thì alo Q69 để sở hữu và đón một em nó về chăm sóc. Chơi chuyển cảnh hay gọt mồi gì đó là tùy ý ở anh em. Nay mình lên cho anh em con hổ này thì âm nó rất tốt, tuyệt vời. Âm phê lắm nha anh em. Anh em vào hồi anh em xem clip rừng, anh em thẩm nước chơi của chim, anh em nghe âm, anh em sẽ tự biết. Cái này thì mình báo nước bên ngoài của chim. Con này là nó có kèm, kèm dặm thưa, nhưng mà con này là nước xa của nó đổ rù và nó rước rất tốt luôn nha. Con này là rước rất tốt. Còn về nước rù của nó thì mời anh em vào xem clip rừng rồi anh em sẽ tự thẩm. Ưng thì alo Q69, số điện thoại phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để kết bạn Zalo để tìm hiểu thêm rõ về chim. Ưng thì đón em nói về chăm sóc, gọt mồi hay là nuôi cảnh nuôi kiển gì đó là tùy ý thì ở anh em theo sở thích từng anh em đam mê. Rồi, con này thì mình chỉ báo sơ lược, quay rõ ngoại hình cho anh em, rồi mình báo sơ lược nước chơi chim bên ngoài. Con này là nó chỉ kèm dặm thưa, nhưng mà nó có cái là nó rước. Con này nó rước với nó rù âm cực phê. Mời anh em vào xem clip rừng rồi anh em sẽ tự thẩm. Đây hình ảnh em nói đây. Ưng thì alo Q69 để đón em nói về chăm sóc để với anh em với giá mềm hữu nghị thân thương thôi nha anh em ơi. Đây chim tuyệt vời luôn. Còn con này là con tơ, con hổ tơ chưa đủ cùm nha anh em. Con hổ tơ này nó chỉ là có được 70% cùm thôi. Rồi, mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi có em hổ tốt tiếng này. Anh em nào có nhu cầu cần sở hữu đón em tơ này thì alo Q69 để đón luôn cặp này luôn đi nha. Rồi, mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của chim nha. Con này nó đẹp từ cái ngoại hình mà đến nước chơi luôn. Hổ mà dàn cùm tốt mà không có đuôi rùa luôn á nha anh em. Quy thì đóng củ bì luôn. Đây là chim tơ mới vừa đủ cùm nha anh em ơi. Rồi mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước của em nó.
Bye.